dữ. Đây hoa hoa. Máy này xới nước này tiếng hồ là hai mấy công ha. Ồ, hiệu quả dữ ta. Vậy ngày chạy biết nhiêu. Biết nhiều đất rồi nè ha. Thì hôm nay mình coi con Kubota, con máy Kubota khổng lồ các bạn. Sớ cũng dàn sớ khổng lồ luôn. Sớ này là 3 mét mấy đó. Để mình ra đằng sau đích mình coi coi nó 3 mét mấy đó các bạn nghe. Đây con này là Kubota M7040 các bạn. Dàn sớ này 3 mét mấy vậy anh? Dàn sớ này 3 mét mấy vậy? Dàn sớ này 3 mét mấy? Dạ. 3 mét 4 ha. Sớ này của người game của Nhật luôn ha. Dạ. Cái này là mình mua với đĩa nhiêu tiền anh? 2 mấy triệu ha, cũng rẻ, tính ra 2 mấy triệu là rẻ đó. Quá bự luôn rồi, 3 mét 4. Dạ. Sớ này 3 mét 4 luôn rồi. Kubota 70M7040 sớ dàn sớ 3m4. Sớ này dàn sớ nước các bạn. Quá khổng lồ cái con máy này. Che lại. Con này nó sớ ngày biết nhiêu đất mà nói tiền. Con này nó sớ một tiếng đồng hồ là có thể có 20 công đất có à. Mười mấy 20 công đất à. Này bánh này là bánh gai này nó hơi thưa thưa này chắc lì lì này chắc có lẽ là bánh trâu nhà nông. À, Nguyễn Đỉnh thì gai nó nhọn hơn các bạn, gai nó dữ hơn, còn cái trâu nhà nông thì gai nó hơi lì lì. Đây nó đang chạy ra lại nè các bạn. Cái thửa ruộng này nó quá trời bự, mình không có thể nào mình quay ở trong trỏng được. Ở đây thì mình đang đứng ở đây là cánh đồng chi tôm An Giang nha. Vì đó nên những thửa ruộng ở đây thì dân ở đây thì làm ruộng nhiều lắm. Nghe tiếng máy rồi đó. Quá trời, dàn sớ quá bự dài thừa thẩm thượt luôn. Lái ngồi chỉnh bơ luôn rồi. Quá dàn sớ quá bự rồi, nó trùng vô luôn, nó đâu có gì đâu sợ. Sớ mắc cái đường bánh luôn. Qua cua đi luôn các bạn, không thèm ra lại luôn, quá bự. Quá bự thành ra là nó đâu có cần ấy đâu. Nó đâu có cần ra lại đâu. Nó hơi le ra ngoài chút xíu thì nó bo luôn. Quá đã. Con này con máy ở đây là có thể nói rằng cái cánh đồng này đó là con máy này là khổng lồ mà mang dàn sớ cũng khổng lồ luôn các bạn. Ở đây thì cũng hơi khan hiếm những con máy bự như gì. Con này là bự nhất rồi đó.
có đi chăng nữa cũng lớn hơn nó một hai con thôi, đếm như đầu ngón tay thôi chứ không nhiều. Chạy ra gần tới các bạn. Này nó không có nước chứ nó có nước là nó chạy văng nước luôn. Này nếu mà nó mang bánh lòng á là nó vừa với cái bánh lòng luôn. Lòi ra một khúc luôn. Cái dàn sới này vừa với bánh lòng luôn. Thường nhìn phát mê không? Này cái vàng này là găng kim của nó là có tắt mấy à? Này nó mua hai mấy triệu. Không hiểu này cái gì đây. Này nó có nhiều hiệu lắm. Có cái hiệu 3m8 của Niplo. Hiệu này thì mình không biết hiệu gì. Này có 3m4 à. Có hai ba loại, loại ba khúc, cái loại gắn liền để lên bờ để mình ship lại. Cái này chứ mình đi lên đường lộ thì mình không ship lại nên cũng hơi bất tiện. Mấy con máy lớn mà máy lớn mà máy mới này chạy coi đã lắm. Thì các bạn thấy nó cũng liếp đường bánh cũng đỡ lắm các bạn. Dàn sới này thấy nó cũng liếp đường bánh cũng đỡ lắm, còn hơn hơi à. Thì mặc dù nó cái găng nó hơi hơi cục nhưng mà nó thấy nó cũng liếp đường bánh cũng đỡ lắm. Mình thấy đất cũng bằng quá nè, còn hơn hơi à. Sơ đất thấy cũng bằng quá nè các bạn. Trên mình quay xuống cho các bạn xem nè. Nó sơ vậy có 5-6 vòng này, như 6 vòng nè mà nó còn vậy nè. 3m4 mà. Gặp cái máy lớn nó chạy nữa. Thứ gì chưa nổi, quá lẹ. Này nó có cái bên hông nè, nó có cái phả tiếp nữa nè.
các bạn, đứt dài đâm thường. Đầu nó có tới ba cục tạ luôn. Cái đầu nhiều tạ dữ ta, 2, 4, 6 cục tạ luôn. Cái này mang tới 6 tạ luôn rồi. Chạy hoa hoa máy này xới nước này tiếng hồ là 2 mấy công ha. Hiệu quả dữ ta, vậy ngày chạy biết nhiêu đất nữa ha, tiếng hồ 2 mấy công biết nhiêu đất nữa ngày. Này Kubota này đầu mới to lên mua bao lâu rồi, nhiêu tiền anh? 680 ha. Luôn nhà xới xới nước rồi xới này xới khô ha, 680 triệu. Ở đây coi cái này coi, cái này tính đâu, cái này chơi tới 6 cục tạ một lượt luôn ta, đủ nó 6 tạ. Này đã được nước rồi, xả được luôn rồi đất này. Này mà nó ăn một công như là kiểu như lít dầu anh. Bốn dù cao này chạy chừng 20 lít dầu gì hả? Dàn sới này hiệu quả quá ha. Bốn dù cao mà nó có ăn có 20 lít dầu, cái dàn sới này hiệu quả thật chứ. Cái tốc độ chạy này thấy khá là nhanh mà nó nghe dàn sới nó lớn 3 cách máy nè. Coi cái gần sới của nó các bạn, gần sới của nó nè, tắt máy dài ba thước mấy, là dài cái gần của nó nè có chừng tắt máy nè. Nó có cái miếng phả bên này xếp đi được này. Miếng phả này nó xếp đi được này. Cái sao này nó làm cái miếng này miếng sắt các bạn. Miếng này nó lết nữa, thay như cái miếng chặt ha, thay như miếng thay như miếng dán chặt. Dạng này hiểu gì anh ha? Nghe nó gồm gà dữ rồi ha, nó dày dặn mà nó gồm gà dữ ha.